Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn mỗi chúng ta trong mỗi gia đình Việt Nam thì không thể quên vào những dịp cuối năm bốc sái hay là thay bát hương vào những dịp cuối năm. Vậy thì bốc bát hương như thế nào cho đúng cách và chuẩn chỉ nhất? Nhiều quý khán giả cũng đã gửi những thắc mắc đến Phong thủy may mắn. Vậy thì hôm nay Phong thủy may mắn sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách bốc bát hương làm sao cho chuẩn chỉ và đúng cách nhất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là chúng ta cần phải bao sái rửa sạch bát hương. Bát hương thì của năm trước thì chúng ta có thể đổ bỏ cho cũ, sau đó thì lau hay là bao sái sạch bát hương. Khi đã chuẩn bị xong bát hương thì điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là trong cái bộ bốc bát hương thì nhất định phải có cốt thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo thì gồm có một tờ trang kim. Tiếp theo đó là di hiệu. Trong bộ cốt thất bảo của chúng ta thì gồm có vàng, bạc, hổ phách, ngọc phỉ thúy, san hô đỏ, đá má não và ngọc trai. Vàng thì thuộc ngũ hành kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của trời đất, không biến sắc, không nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài lượng, tượng trưng cho bình an và tài phú. Còn bạc thuộc ngũ hành kim, bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, có ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, bảo vật của mộc kết tinh hàng triệu năm, cất giữ linh khí của mộc, được tôi luyện mà thành. Hổ phách tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy là bảo vật hình thành trong quá trình kiến tạo vỏ trái đất. Ngọc tượng trưng cho quyền lực và sự quý phái, đem lại may mắn, bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ, vô tạp chất. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thanh tịnh và thuần khiết. Đá má não, ngũ hành thuộc thổ, là biến thể của thạch anh với cấu trúc tinh thể mịn hơn nên có chất ngọc. Má não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Còn ngọc trai là ngũ hành thuộc thủy, là báu vật được khai thác tự nhiên, có màu ngũ sắc tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Cuối cùng là chỉ ngũ sắc, giúp điều hòa 5 yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tiếp theo, trong phần bốc bát hương sẽ có gạo thần tài. Trong mỗi hộp gạo thần tài thì chúng tôi cũng đã có cách hướng dẫn sử dụng để cho quý vị và các bạn bốc được bát hương chuẩn chỉ hơn. Gạo thần tài được xem là một vật thần cực kỳ may mắn, nó được chế tạo từ loại cát vàng và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi một công đoạn chế tác thì đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh, là một vật thần lực mạnh, nhà nhà đều nên có trong gia đình. Tiếp theo gạo thần tài, đó là chúng ta cần phải chuẩn bị cho nếp, ngũ vị hương và cuối cùng là hương trầm. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn bốc bát hương gia tiên. Đầu tiên thì chúng ta cần phải viết di hiệu. Chúng ta viết di hiệu của bát hương gia tiên. Trên di hiệu của bát hương gia tiên thì ta ghi rằng là phụng thờ đại nội tổ tiên, dòng họ. Nhà quý vị có những dòng họ gì thì quý vị có thể ghi lên đó. Và chư vị chân linh. Đây là tờ di hiệu tôi đã ghi xong. Và bước tiếp theo đó là chúng ta cho gói cốt thất bảo vào trong cái tờ giấy trang kim này. Khi mà chúng ta gói cốt thất bảo vào giấy trang kim này thì quý vị phải chú ý là bỏ hẳn cái túi này ra ngoài nhé. Khi mà chúng ta đã gói cốt thất bảo vào trong tờ giấy trang kim rồi thì chúng ta lại gấp sang đến tờ di hiệu. Các bạn nhớ để ý là chúng ta gấp tờ di hiệu thì để cái mặt chữ ra ngoài nhé. Quý vị và các bạn nên nhớ là cho cùng với cả ngũ vị hương thì chúng ta trộn lẫn vào với nhau. Như trên đây thì chỗ cho này tôi đã trộn lẫn cả ngũ vị hương và cho lẫn vào với nhau. Bốc thì chúng ta phải dàn đều, làm sao cho đều tất cả các góc xung quanh bát hương. Khi mà đã bốc đầy đủ được 1/2 bát hương thì bước tiếp theo, chúng ta lại dùng gạo vàng thần tài này rắc xung quanh, trải đều trên bề mặt cho mà chúng ta vừa mới cho vào trong bát. Cái phần gạo vàng thần tài chúng ta đang rắc thêm vào thì chúng ta cũng chỉ dùng thêm 1/3 gói gạo vàng thần tài này nữa thôi nhé quý vị nhé. Đây ạ.
tiếp tục, chúng ta lại cho thêm tro vào trong bát hương cho đến khi đầy. Sau khi bát hương của chúng ta đã được bốc đầy tro thì cái phần gạo vàng thần tài còn lại chúng ta sẽ rắc đều trên bề mặt bát hương. Thế nhưng mà sẽ tập trung ở phần giữa bát hương nhiều hơn. Chúng ta rắc gạo vàng thần tài ở giữa bát hương nhiều hơn là vì để chúng ta đốt hương trầm. Khi mà đốt hương trầm thì chúng ta đặt vào giữa bát hương trên phía gạo vàng thần tài này, thì khi mà hương trầm cháy thì cũng sẽ không bị bén xuống bát hương hay là ngũ vị hương. Trên đây chúng tôi vừa hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách bốc bát hương sao cho đầy đủ và chuẩn chỉ nhất. Việc bốc bát hương là việc vô cùng quan trọng cho mỗi gia đình của chúng ta. Vì vậy, để được bốc được bát hương chuẩn nhất và đầy đủ nhất thì chúng ta cũng cần phải chọn được vật phẩm tốt nhất và đầy đủ nhất. Nếu còn thắc mắc gì về việc bốc bát hương thì mời quý vị và các bạn cùng liên hệ đến hotline của Phong Thủy May Mắn để được giải đáp tư vấn mọi thắc mắc, hoặc để lại bình luận bên dưới video để chúng tôi có thể giải đáp một cách nhanh nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại vào những video sau.